Hello. Và sau đây là reaction Hòa Minzy, một cô gái rất là xinh đẹp, dễ thương với giọng hát rất là nội công. Ok, vô. Chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã đến xem video của mình. Nhớ tiếp tục bấm đăng ký kênh và xem tiếp nhé. Ok, vô. Ca sĩ Hòa Minzy. Một khúc Rời Bỏ. Mình cùng nhau nghe nhạc buồn nha các bạn. Nhớ xong ca nha các bạn, xong ca chung với Hòa Minzy nè. Mình sẽ xong ca. Đúng tông nè. Có thăng thứ. Ok. Rất hay.
hát cực kỳ hay. À, giọng mình rất là có thiện cảm với Hòa Minzy ở cái chỗ là đầu tiên là giọng hát của cô gái này rất là đẹp, rất là ngọt ngọt ha, rất là đẹp. Và cái thứ hai là giọng rất khỏe, nội lực. Các bạn thấy bắn như nó cao quéo 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 lên không? Đó, giọng rất nội lực. À, khoảng vang âm thanh tập trung rất là tốt nha. À, mở khoảng vang ở trên vùng trên mặt này rất là tốt nè. Khi mà lên cao á, đó, mình thấy mở rất là tốt giọng âm thanh. Rồi, trên tinh thần là như vậy ha. Rồi, bài này rất là hay. À, bài này thì các bạn biết hát rồi đúng không? Cái quan trọng là chị phải cho các bạn thấy được á là làm sao để hát hay như Bùi Hòa Minh Di. Bùi Hòa Minh Di, mới đặt cái họ mới. Hòa Minh Di thì để hát hay đầu tiên là các bạn phải có cái giọng hay như vậy. Mà cái giọng hay là sao? Cái giọng hay là cái giọng nói ra cũng thấy nó hay, nói ra nó tình cảm. Mà nói ra nó tình cảm là sao? Nó không thể nào mà dắt chanh vô chẳng được, nó phải bỏ đường. À, sự ngọt ngào, sự nhẹ nhàng, sự mềm mại. Mình ví dụ cho các bạn nghe một câu. Hết không? Nếu mà mình hát chanh chua là hết hôm nay là em đi khỏi nơi đây thì nó sẽ không có ngọt ngào. Bây giờ mình phải hát nhẹ lại để cho hết hôm nay là em đi khỏi nơi đây, anh sẽ không phải nhìn thấy em nữa đâu. Ngọt 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 ổn 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 đó, cái giọng lúc nào nó cũng phải ngọt ngào như vậy. Giọng các bạn nghe đi, giọng Hòa Minzy rất là ngọt. Nghe lại khúc đầu nè, nói con sách mắt có trứng, nghe đi, nghe rất là ngọt. Tập nói cái giọng nó ngọt lại. Vì lý do là sao mình nói là học thanh nhạc sẽ giúp cho giọng hát của bạn hay hơn, không phải chỉ là giọng hát mà giọng nói của mình nó cũng hay hơn, bởi vì nó ngọt hơn, nó tình cảm hơn. À, đúng không? Nghe thử nè. Đúng mà, mình dạy thanh nhạc là mình gì? Mình thường thường là mình dạy cho người ta muốn hát hay bắt buộc phải nói hay trước, mà nói hay là nói sao, nói làm sao cho nó ngọt ngào đó. Nghe nè, nghe cho đến khi mình có thể quên hết đi đó, rất là dễ thương, rất là ngọt ngào đó. Thì mình hát là mình đó là hết, vậy là hết hôm nay là em đi khỏi nơi đây, ngọt ngào vào anh sẽ không phải nhìn thấy em nữa đâu, khoảnh khắc đắm chìm vào nụ cười ấy là điều cuối cùng em còn lưu lại cho đến khi à, ngọt ngào cho đến khi mình có thể quên hết đi. Đó, cái sự ngọt ngào trong cái giọng nói của mình nó phải như vậy đó. Mà thường thường là những người Hà Nội nha, giọng Bắc á, mà Hà Nội cái giọng rất là ngọt. Các bạn thấy không, lý do tại sao rất nhiều những cái ca sĩ ở ngoài Hà Nội đi vào đây thành công và hát rất là hay và rất nổi tiếng, Hòa Minzy nè, Bùi Anh Tuấn nè, ABCD nè, đó, nhiều lắm đó. Cái giọng ngọt ngào của giọng miền 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 Bắc, giọng Hà Nội hay giọng ăn như giọng miền Nam chua, giọng mình này miền chua như là trái cà chua vậy. Ha, ok, cái đó là chịu thôi, mỗi người mỗi vùng miền. Tập được các bạn, tập được hết nha. Ok, nó ngọt lắm, cực kỳ ngọt luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
như cái câu mà nếu mà các bạn không hát nó ngọt á thì nó sẽ như thế này, chữ về với đó, về với người anh yêu đi. Còn nếu mà Hòa Minzy sẽ là về với người anh yêu đi, nhẹ nhàng lại về với này, cao lắm rồi đó, mình đang hát công nữ đó các bạn, thông cảm cho mình, mình là giọng nam à. Rồi đó thì ngọt ngào, đoạn đầu tiên này xử lý rất là ngọt nha. Đâu vậy? À, chỉ vì em yêu vương nói rồi, cao quá trời luôn, để mà ông nói hát âm nữ. Chỉ vì em yêu và vui buồn vô cớ. Chơi luôn. Chỉ vì vẫn ngọt ngào nha. Chỉ vì em yêu và vui buồn vô cớ, sao không bao giờ có quyền nói hết những gì để giữ chân ai đừng vội đi. Vì yêu mà cho và chẳng nhận mơ. Mất hết cao quá, đâu nhận mất hết. Mất hết đâu rồi tên nữa. Sao không bao giờ anh đừng biết, hãy đi đi về với người anh yêu đi. Đó, mình giảm cái giọng mình lại khi mình hát cao, các bạn thấy không? Mình nói chuyện còn to hơn lúc mình hát nữa mà. Đó là mình giảm cái âm lượng, cái giọng lại để cho nó ngọt hơn, nhẹ lại. Hãy đi đi về với người anh yêu đi. Đó, vô nè. Rồi, action. Tiếp luôn. Các bạn nghe, tiếp tục nha. Hát cùng nhau chứ không phải gì các bạn ơi. Này nha. Cái hay chỗ này là Hòa Minzy rất tự tin ha, vừa đi vừa hát vừa diễn, xuống khán giả hát chung không bị hụt hơi, và khi các bạn thấy bị lôi kéo nữa đó mà hát vẫn ngọt như bình thường. Đây. Đó là cái cột hơi nè, cái kinh nghiệm sân khấu biểu diễn rất là tốt nha. Vì một nhóm quay cuồng quay quần không thu mấy ta người buồn vào cớ nên không bao giờ có quyền nói vội đi yêu lại gió mà chẳng nhận mất hết. Đó, bắt đầu cao trào. Rất tình cảm, rất nội lực. Buồn cái hai cái chân mày, các bạn hát buồn hai cái chân mày, Hòa Minzy trâu lại nó mất cười luôn đó, đó. bắt đúng ngay trọng tâm hai cái chân mày, khi mà diễn nội tâm mới diễn buồn hai chân mày trâu. Để coi mình làm được không nào. Không được. Ok, đó là cái cách mà để Hòa Minzy thể hiện cái cảm xúc ha. Rồi còn với khúc cao trào thì nội lực rất là tốt rồi, hơi thở. Và lúc đó là Hòa Minzy dựng cái cột hơi mình lên, đẩy cột hơi thẳng lên, chắc vào và đâm khoảng vang mở quéo 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 ở trên cao rồi nè. Đó, đó. Chỉ vì em yêu mà vui buồn vô cớ nên không bao giờ có quyền nói hết những gì.
Ok ha, trong hồi nãy là Hòa Minh Di feel feel cái lên tới pha và son 5. Pha son 5 á, nữ thì lên feel nữ nữ cao, nhưng Hòa Minh Di thì feel lên pha son là chuyện bình thường. Nếu mà có học hành tới nơi tới chốn, cột hơi chắc, rồi khoảng vang vân vân. À, và khi mà hát rất là feel ha, cảm xúc là theo lúc vui lúc buồn rồi rất là rõ ràng, diễn họ diễn quá nhiều năm kinh nghiệm rồi thì đương nhiên là việc mà làm chủ bài hát rồi làm chủ sân khấu là bản lĩnh là đương nhiên. Ok ha, rồi ai mà fan của Hòa Minh Di thì vô đây rồi rồi mình cùng nhau trao đổi tiếp và những cái hay của Hòa Minh Di nữa. Các bạn có video nào hay, video nào hấp dẫn, video nào muốn chia sẻ cho mọi người thì các bạn hãy cứ comment bên dưới và gửi link cho mình. Ok, hẹn gặp lại với những video tiếp theo. À, để hát được hay như Hòa Minh Di thì hãy xem lại video này nha, rất nhiều những điều thú vị. Bye bye. Cảm ơn mọi người đã xem video, nhớ đăng ký và like kênh của mình nhé.